và các bạn đang theo dõi tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh Sức khỏe và đời sống. Quý vị thân mến, thời gian qua, sau phát ngôn chưa ai khốn khổ của ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thì mới đây, trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban xã hội nêu rõ việc ảnh hưởng COVID-19, nhiều lao động mất việc làm và thu nhập, có lúc có nơi đã xuất hiện tình trạng đói và thiếu đói trong số đối tượng mắc kẹt tại địa phương giãn cách xã hội. Với những thông tin được nêu trong báo cáo, còn câu chuyện nào đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Tiếp tục chương trình nghị sự kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết 30 của Quốc hội. Vấn đề kinh tế cũng kéo theo nhiều hệ lụy về xã hội cần phải được quan tâm đúng mức. Trong đó, tác động của đại dịch về sức khỏe, thể chất và tinh thần, tâm lý xã hội là rất lớn nhưng chưa được đánh giá đầy đủ. Việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế. Theo báo cáo của địa phương, có 2.093 trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Riêng thành phố Hồ Chí Minh là hơn 1.500 trẻ mồ côi. Dù chính phủ đã kịp thời ban hành, thực hiện nhiều chính sách, biện pháp an ninh xã hội, nhưng còn gặp không ít khó khăn do người lao động đang thực hiện giãn cách xã hội nên không thể thực hiện các thủ tục để nhận hỗ trợ. Nhiều địa phương không thể đáp ứng được nhu cầu kinh phí. Nhiều lao động phi chính thức không có việc làm và thu nhập để đảm bảo cuộc sống, vẫn còn không ít lao động tự do. Những người không đăng ký tạm trú bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, phản ánh là chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ của nhà nước. Có lúc, có nơi đã xuất hiện tình trạng đói và thiếu đói trong số đối tượng mắc kẹt tại các địa bàn phong tỏa, giãn cách ở các đô thị lớn. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban xã hội nêu rõ. Vào trưa ngày 19 tháng 10, sau khi kết thúc kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn đã trao đổi với báo chí liên quan đến phát ngôn chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch. Ông Tấn cho biết, ngày 18 tháng 10, ông họp Hội đồng Nhân dân Thành phố và tham gia thảo luận tổ và có chia sẻ thông tin về các chính sách an sinh xã hội. Tôi không có nói chưa có ai bị khốn khổ, khó khăn, mà là không để ai bị thiếu đói, thiếu mặc và khốn khổ. Trách nhiệm của chúng tôi là phải lo cho bà con. Ông Tấn cho biết. Ông Tấn cho rằng dịch COVID-19 kéo dài khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trước tình hình đó, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, không để người dân rơi vào hoàn cảnh khốn khổ. Do đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết số 09 để hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Cũng vì dịch COVID-19 kéo dài, thành phố đã liên tục bổ sung các đối tượng và các đợt hỗ trợ. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã chi khoảng 10 triệu lượt hỗ trợ qua 3 đợt. Cụ thể, gói hỗ trợ đợt 1 khoảng 886 tỷ đồng được triển khai từ đầu tháng 7, trong đó ưu tiên hỗ trợ lao động tự do. Ở gói hỗ trợ này, ông Tấn cho biết có khoảng 370.000 lao động tự do đã được hỗ trợ, mỗi người nhận 1,5 triệu đồng. Ở gói hỗ trợ này, ông Tấn cho biết có khoảng 370.000 lao động tự do đã được hỗ trợ, mỗi người nhận 1,5 triệu đồng. Đến đầu tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có gói hỗ trợ đợt 2 hơn 900 tỷ đồng và sau đó bổ sung thêm 2.577 tỷ đồng hỗ trợ hơn 1,2 triệu hộ nghèo, hộ lao động khó khăn và hơn 1 triệu lao động tự do. Tiếp đó, gói hỗ trợ đợt 3 được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai từ cuối tháng 9 với kinh phí khoảng 7.300 tỷ đồng. Theo ông Lê Minh Tấn, khác những đợt trước, lần hỗ trợ này không tính theo hộ mà theo nhân khẩu. Mỗi người nhận 1 triệu đồng, không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú. Theo ông Lê Minh Tấn, đến giờ này, gói hỗ trợ đợt 3 đã hỗ trợ cho hơn 5,1 triệu người trên tổng số 6,5 triệu người cần hỗ trợ. Trong đó có 11 quận huyện đạt trên 90%, 6 quận huyện đạt trên 80% và 5 quận huyện đạt từ 60% đến 70%. Ông Tấn cho biết, thành phố quyết tâm đến ngày 22 tháng 10 sẽ giải ngân xong gói hỗ trợ này, không để kéo dài thêm. Cũng theo Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức hỗ trợ đợt 1, 2 và 3 là trên 12.000 tỷ đồng. Có thể thấy, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân các quận huyện, phường xã không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ. Ông Tấn một lần nữa khẳng định. Tuy nhiên, ông Tấn cũng thừa nhận do số người cần được hỗ trợ quá lớn nên có sự thiếu sót. Cũng còn ở đâu đó một số người dân thực sự khó khăn nhưng chưa được hỗ trợ do lượng người cần hỗ trợ quá đông. Nếu còn sót, thành phố sẽ rà soát, bổ sung. Ông Tấn cho biết. Riêng đợt 3, thành phố ghi nhận có 6,6 triệu người bị ảnh hưởng, đã giải quyết được hơn 5,1 triệu người. Trong quá trình chi hỗ trợ, các ngành các cấp vẫn tiếp tục rà soát và bổ sung giải quyết cho các đối tượng thật sự khó khăn chưa nhận được hỗ trợ.
Trước đó, chiều ngày 18 tháng 10, tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa 10, ông Lê Minh Tấn cho rằng dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch. Ông Tấn khẳng định, TP HCM hiện chi ra gần 8.000 tỷ đồng. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cũng ủng hộ gần 8.000 tỷ đồng. Do đó, bảo đảm bà con không ai thiếu ăn, thiếu mặc, không ai phải khốn khổ. Hồi giữa tháng 8 năm nay, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP HCM, ông Lê Minh Tấn cho biết, thành phố đã hỗ trợ đợt 1 và 2 cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thành phố tiếp tục hỗ trợ đợt 3 cho người lao động, người thật sự khó khăn trên địa bàn. Do đó, ông cũng đề nghị các địa phương rà soát, thực hiện nhanh để không ai được bỏ lại phía sau. Ở thời điểm đó, thành phố đã hỗ trợ cho khoảng 52.000 trên 56.000 công nhân, người lao động bị hoãn việc hoặc nghỉ việc không lương, đạt 92%. 5.800 trên 5.800 hộ kinh doanh cá thể phải dừng hoạt động theo chỉ thị 16, đạt 100%. 15.000 trên 16.500 hộ là thương nhân tại các chợ truyền thống, đạt 90%. Và 100% số lượng lao động tự do không ký hợp đồng lao động với 365.394 người với kinh phí là 576 tỷ đồng. Thành phố cũng giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn về bệnh nghề nghiệp cho 101.000 đơn vị với 2,3 triệu công nhân với kinh phí là hơn 1 tỷ đồng. Tạm dừng đóng quỹ hưu trí tử tức cho 102 đơn vị với 218 tỷ đồng cho 22.300 công nhân. 44 doanh nghiệp đã vay để trả lương cho 9.600 công nhân và phục hồi sản xuất với kinh phí 75 tỷ đồng. Hỗ trợ hướng dẫn viên của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là 6.000 người, kinh phí hơn 23 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố cũng hỗ trợ cho 139 trên 139 người là đạo diễn, diễn viên với kinh phí trên 500 triệu đồng. Gần 70 ngày giãn cách chiến đấu với dịch bệnh, thành phố tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ lần 3 với kinh phí trên 900 tỷ đồng cho 3 nhóm đối tượng và tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho lao động tự do không có hợp đồng lao động, người buôn gánh bán bưng, bảo vệ, khuôn vác. Theo ông Tấn, tất cả các hộ nghèo, cận nghèo, người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố được hỗ trợ phải có tạm trú tại địa bàn, được sự xác nhận của phường, xã, công an khu vực tại địa phương. Để đẩy nhanh việc hỗ trợ, không chỉ phường, xã, các trưởng ấp, tổ dân phố cũng phải chung tay thực hiện để đảm bảo việc hỗ trợ không bị trùng lắp người Nhật, hoàn thành nhanh để ngày 15 tháng 8 tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân. Tuy nhiên, ông Tuấn lưu ý không phải người lao động ở xóm trọ, khu phong tỏa nào cũng được hỗ trợ, mà ai thực sự khó khăn mới được hỗ trợ và không phân biệt tạm trú hay thường trú, kinh phí được chuyển trực tiếp hoặc là chuyển khoản cho bà con. Về chính sách, nếu có người không may tử vong do dịch COVID-19, thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí từ ngân sách của thành phố. Người không may tử vong do dịch COVID-19 sẽ hưởng mức 50 lần so với mức hỗ trợ hàng tháng khoảng 18 triệu đồng một người. Về công tác triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, Nghị quyết 09 và Nghị quyết 97 của Hội đồng Nhân dân thành phố, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM cho biết, còn một số đối tượng chưa được tiếp cận với các gói hỗ trợ. Một số đối tượng chưa tiếp cận được gói hỗ trợ bao gồm người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ hoặc có tham gia nhưng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nên người lao động không nằm trong nhóm đối tượng được hưởng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Người đang nghỉ thai sản hoặc mắc COVID-19 buộc phải nghỉ việc để điều trị từ 14 ngày trở lên và người lao động của doanh nghiệp nghỉ việc ở nhà nhưng không được hưởng lương nên không thể tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do đó không đáp ứng tiêu chí đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp ngày 30 tháng 9 năm 2021 như điều kiện của Nghị quyết 116 của Chính phủ. Một số trường hợp thuộc diện lao động tự do đang gặp khó khăn nhưng không được tổ dân phố, tổ nhân dân đưa vào danh sách hỗ trợ hoặc lập danh sách soát tên thời điểm lập danh sách người dân chưa có mặt tại địa phương. Do đó, một số trường hợp không thể nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết 09 và Nghị quyết 97 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, việc triển khai gói hỗ trợ đợt 3 gặp nhiều khó khăn do ứng dụng của phần mềm công viên Quang Trung thường xuyên bị chậm, gián đoạn. Việc triển khai lập danh sách chưa đồng bộ, mẫu thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho cơ sở. Mặt khác, việc lập danh sách để cập nhật vào phần mềm còn nhiều sai sót, xử lý chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ chi hỗ trợ. Ngoài ra, còn tình trạng lợi dụng việc thực hiện chính sách phòng chống dịch để trục lợi gây mất niềm tin trong nhân dân. Trước thực tế đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân các cấp rà soát kỹ các trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ để giải quyết thỏa đáng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Tính đến thời điểm này, TP HCM đã giúp hàng chục nghìn người rời khỏi thành phố một cách an toàn. Các hộ dân sinh đang dần ổn định cuộc sống và quan trọng nhất là số ca nhiễm đã giảm mạnh so với thời điểm dịch đạt đỉnh.
hy vọng Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy, đồng thời khắc phục những sai sót, giúp người dân an tâm sinh sống. Quay trở lại với diễn biến đánh giá của Ủy ban Xã hội đã đưa ra một số đánh giá riêng về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số ngành, lĩnh vực cụ thể. Theo đó, dù dịch bệnh đã tạm thời được khống chế, nhưng việc ứng phó với đợt dịch thứ tư đã bộc lộ nhiều hạn chế của hệ thống y tế, đặc biệt là y tế cơ sở, y tế dự phòng cần phải được Chính phủ, Bộ Y tế quan tâm, chỉ đạo, như là việc tổ chức tiêm vaccine chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đồng đều tại các địa phương, xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn một số tỉnh chưa triển khai kịp thời, hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, công tác đánh giá nguy cơ, dự báo tình hình dịch bệnh chưa sát, dẫn đến áp dụng các biện pháp phòng chống dịch chưa phù hợp. Dù Chính phủ đã cố gắng huy động mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa để chi cho phòng chống dịch COVID-19 trong suốt thời gian qua, song Ủy ban Xã hội dự báo nhu cầu này trong thời gian tới vẫn rất lớn, nhưng nguồn huy động từ xã hội sẽ giảm dần. Do đó, ngân sách nhà nước vẫn là nguồn lực chính. Theo Ủy ban Xã hội, một lo ngại lớn nhất hiện nay là tác động tiêu cực của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chỉ tính 8 tháng năm 2021, đã có 85.508 doanh nghiệp rút khỏi thị trường và ngừng kinh doanh. Con số này không ngừng lại mà tiếp tục gia tăng trong khi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có xu hướng giảm bình quân cả về vốn và số lao động đăng ký. Đã có 87,2% doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực, làm cho thị trường lao động khu vực chính thức có xu hướng thu hẹp. Lực lượng lao động phi chính thức bị mất việc làm, phải tạm ngừng làm việc chiếm tỷ lệ lớn. Một lượng lớn lao động dịch chuyển từ các tỉnh, thành phố lớn về quê tạo nguy cơ thiếu lao động nơi đi, gây ra đứt gãy chuỗi cung ứng lao động. Vấn đề kinh tế cũng kéo theo nhiều hệ lụy về xã hội cần phải được quan tâm đúng mức. Trong đó, tác động của đại dịch về sức khỏe, thể chất và tinh thần, tâm lý xã hội là rất lớn nhưng chưa được đánh giá đầy đủ. Việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế. Theo báo cáo của địa phương, có 2.093 trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19. Riêng thành phố Hồ Chí Minh là hơn 1.500 trẻ mồ côi. Dù Chính phủ đã kịp thời ban hành, thực hiện nhiều chính sách, biện pháp an ninh xã hội, nhưng còn gặp không ít khó khăn do người lao động đang thực hiện giãn cách xã hội nên không thể thực hiện các thủ tục để nhận hỗ trợ. Nhiều địa phương không thể đáp ứng được nhu cầu kinh phí. Chính vì thế, cơ quan này đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành chiến lược tổng thể về phòng chống dịch, trong đó có vấn đề phục hồi kinh tế để thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh. Có thể thấy những thông tin trên được báo chí đăng tải trong tối ngày 18 tháng 10 đã khiến dư luận xôn xao với phát ngôn chưa ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khổ vì dịch, vì nhiều người cho rằng bản thân họ vẫn chưa được nhận hỗ trợ mặc dù thực sự gặp khó khăn. Dù vậy, với khối lượng người cần được hỗ trợ quá lớn, quá trình thực hiện các đơn vị khó tránh khỏi việc bỏ sót. Tuy nhiên, thành phố xác định bỏ sót đến đâu, hỗ trợ được đến đó và rà soát bổ sung để kịp thời hỗ trợ. Nếu người dân có tên trong danh sách được hỗ trợ đã về quê, thành phố sẽ chờ bà con lên lại thành phố để chi hỗ trợ. Những tin tức mới nhất liên quan đến những câu chuyện hỗ trợ người dân sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.